Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT là một trong 6 doanh nghiệp được vinh danh tại lễ trao giải công ty có môi trường công nghệ tốt nhất tại Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2023 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, hạng mục vinh danh công ty có môi trường công nghệ tốt nhất được đánh giá từ yếu tố công nghệ nằm ở trang thiết bị hiện đại, phù hợp hoặc việc áp dụng giải pháp phần cứng, phần mềm trong hoạt động để cải thiện năng suất, tối ưu hóa sức người, ví dụ công cụ check-in, chấm công hiệu quả. Trong những năm gần đây, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đang từng bước chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số DSP, trở thành tập đoàn kinh tế chú trọng phát triển những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp ICT sáng tạo, đột phá. VNPT tự mình nghiên cứu và làm chủ các công nghệ đột phá trong thời đại 4.0 như AI, Big Data, Machine Learning để tạo ra những hệ sinh thái chuyển đổi số Make in Việt Nam toàn diện trên đa lĩnh vực, giải quyết hiệu quả các bài toán của Việt Nam. Để làm được điều trên, VNPT luôn cam kết tạo ra một môi trường làm việc thích hợp cho quá trình chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Điều này bắt đầu từ việc tập trung lãnh đạo và chỉ đạo để xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ.